Tại sao tao nói vải thiều? Vải thiều là nó cực tốt. Tại sao mà báo Tiền Phong nói là cực tốt mà cực độc? Đúng không bà con, nó rất là cực tốt mà cực độc. Thì vải thiều nó thơm, giòn, ngọt thanh, nó tăng cường cho sức khỏe, vitamin C, vitamin E, K, B6, nó làm cho mình giảm cân, ổn định cân nè, giảm đau nè, huyết áp nè, nó ngăn ngừa được bệnh tim mạch nè, bệnh bảo vệ tim nè, nó dưỡng da. Nhưng mà đối với những người này là tuyệt đối không ăn nè, nghe không bà con? Suy hô hấp, phù nề da, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, gây nóng trong người. Bà bầu là con cháu mang ba lô trước đó nha bà con. Đó là không ăn, tuyệt đối không ăn. Trẻ em dưới 12 tuổi không ăn. Người có bệnh tiểu đường không ăn. Mà khi ngoài những người đó ta ăn thì ăn 6 trái một ngày. Ăn 5 ngày thì nghỉ 2 ngày. Chứ say giải thiều giải độc này nó cũng nguy hiểm lắm, nó cũng say dữ lắm. Cho nên bà con ta không ăn, tuyệt đối không ăn là những người suy hô hấp nè, phù nề da, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, gây nóng trong người, bà bầu, trẻ em dưới 12 tuổi, tiểu đường. Còn ngoài ra những người đó thì bây giờ là ăn 6 trái một ngày, ăn 5 ngày là nghỉ 2 ngày. Đó, giải thiều nó gì đó nha bà con. Giải thiều nó cực tốt mà nó cũng cực độc đó nha bà con. Đó là những người suy hô hấp không ăn, phù nề da không ăn, tiêu chảy không ăn giải thiều, đau đầu không ăn giải thiều, chóng mặt không ăn khỏi thiều, gây nóng con người không ăn giải thiều, trẻ em dưới 12 tuổi không ăn, tiểu đường không ăn, bà bầu không ăn. Đó là giải thiều nha bà con. Bà con ơi, vì sức khỏe của mình, sức khỏe của gia đình, vui vẻ vận động thực hiện bà con ơi. Sao chị?